Binh mã của ai? Sao hùng tráng quá vậy? Theo chỗ ta thấy, giống như đàn chó đàn gà vậy. Ở dưới mão sắc, Tư Bảo kim giáp, người cầm yên ngựa, đó là Nhan Lương. Ta nhìn Nhan Lương giống như kẻ cắm cờ bán đầu. Đừng khinh địch nha. Tuy tôi bất tài, cũng nguyện lấy đầu của hắn trong chốn vạn binh, dâng lên cho thừa tướng. Quân trung vô ý ngôn, dân trường đừng có hứa bãi nha. Nổi trống trậu ai? Quan Vũ chém được đầu của Nhan Lương, Tào Tháo đã ra lệnh cho Hán Hiến Đế phong cho Quan Vũ làm Hán Thọ Bình Hầu, còn ban cho Ấn Tín và Quan Bào. Chúa công, tiên phong đại tướng Nhan Lương đã bị chém. Cái gì?